Và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp lỗi cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Tôi kẻo chí tôi hèn
Như Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ngã mười lãng sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Thương ơi, con Đức Chúa Trời ra đời chịu trăm nghìn sự thương khó tứ nhất tế ngã kỷ Đức Chúa Giêsu đã đã nuôi nó nhiều lắm, dạy dỗ nhân sự hiền lành mà quỷ ý bạc nghe vậy Đức Chúa Giêsu thử
ác. Hy sống lẽ trước ngày chiếu lãng thì đi mấy đức Chúa Giê-xu lấy nước mà quỳ xuống rửa chân cho các đầy tử cùng rửa chân đàng dù chẳng những nước khóc của hùng lễ nước mắt rửa chân cho lo lương vì thương tiếc linh hồn ấy đoạn đức Chúa Giê-xu chuyển phép thánh thể cho thiên hạ là mình máu loài người ta cho đến đời như khi ngắm bấy nhiêu sự thì này cha một kinh kinh mừng đổi ơn Đức Chúa Giê-xu đã phép thịt máu mình cho chúng con thì lại xin xuống sức giữ làm gì vậy Amen. Lạy Cha con ở trên trời, hoan nguyện hết Cha các sáng nước ra chỉ đến nơi Cha thể hiện đất cũng như trên trời.
Kinh mừng Maria đến phúc Đức Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà cùng phúc lạ ơn. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội chúng con, xin gìn giữ chúng con khỏi nửa quá khổ, xin dìu dắt mọi linh hồn đến thiên đàng, nhất là các linh hồn gần Chúa thương xót hơn.
Amen. Lạy Cha hằng con ở trên trời, con nguyện đến Cha cao sáng, nước Cha chỉ đến đi Cha từ đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria đến phúc Chúa Trời cùng bà có phúc lạ ơn mọi người nữ và Giêsu nồng bà cùng phúc lạ ơn. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội chúng con, xin gìn giữ chúng con khỏi đọa hóa ngục, xin dìu dắt mọi linh hồn đến thiên đàng, nhất là các linh hồn gần Chúa thương xót hơn. Hễ thứ ba thì ngắm khi được Chúa Giêsu đã biết thằng dù đã cùng các quân dự đã đến gần thì được Chúa Giêsu rả rước hề non hề bấy giờ thắng dù đã giả trước đến hôn mặt Đức Chúa Giêsu mà người biết lòng nó độc thì cũng nhìn mà chào hề nó đoạn hẹn hỏi các quân dữ rằng bảy đi tìm ai nó chúng ta đi tìm Giêsu Nazareth hề rẹp bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán rằng nay tao nó liền ngã hết
ý mà hỏi như khi trước. Nó là ai thưa Như Làm vậy? Trên cầu mà
bắt nước Chúa Giêsu lội dưới sông lạnh lẽo ra kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng với Giêsu. Xin Chúa tha tội chúng con, xin gìn giữ chúng con khỏi nửa quả ngục, xin dìu dắt mọi linh hồn đến thiên đàng, nhất là các linh hồn gần Chúa thương xót hơn. But
Thank you.
lã hại vả thâu đêm bốn trăm mỹ lần để bấy nhiêu sự
Trần thủ tên là Phi Na Tôn mà quản ấy xếp chẳng thấy sự gì nổi thế khiến chẳng cho thế Phi La Tô phó Đức Chúa Giêsu chỗ mặc mũi gió dê xét Đức Chúa Giêsu chẳng thưa một điều cho nên vua ấy giận mà
chế rằng ngựa hỏi lại giả ai là hầu biết tí gì mà hà lộp cho tao xét làm gì sao? Đoạn khiến lấy áo trắng cho hà mặc, rằng người già ai thì mặc áo một kinh
đoạn lễ cha kẻo làm chúa.
À, con ở trên nhỏ, con nguyện thay cha sắc trên đất cũng như trên trời. Tên mừng mai Chúa Trời cùng bà có phúc na, mời đưa về Lê Xu đồng bà phúc na. Sáng danh đoạn nó kia
có kẻ thì và ngang mặt cho lên màu trắng miệng lại trái hề ra khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha thượng đức Chúa Giêsu là Chúa thật trời đất, xin cho chúng con thờ phượng cùng kính mến trên hết mọi hỷ sự phi la thô thời khắc hoan làm hôn đức Chúa Giêsu quá mà ngờ là dân sẽ thấy hình tượng khổ nạn làm vậy khổ thế phi
trước mặt thiên hạ mà thắng. Nãy là người dẫn liền khêu lên ơn răng đem đi đóng đánh nó thanh giang phê la thô lại răng sao đóng nay mua bay làm mì sao dẫn thưa rằng chúng tôi có một vua tên là cho mặc dẫn em đi diễn nếu khi ngắm khinh nghe mơ thương Đức Chúa Giê-xu xin cho chúng con giữ nghĩa cho đến trọn đời chớ vào
cho còn vác thanh
khăn này. Rầy hai con ở thành rộng hề mà tội lỗi.
hàn lộn áo ra. Những máu người dấu đoàn đánh lại chảy ra trên cây thánh giá, mà lấy búa đóng đành tay tại hữu thế nó buộc kéo ên sức liền giả đoạn lại kéo hai chân xuống cho đến lôn nó làm đã sẵn mà đó bây giờ cảm quan lấy một ván vía chữ vào rằng Giê-xu Na-za-ret đoạn đóng văn ấy vào thái
sống lẽ. Con xin
Chúa
chẳng chữa mình cố hùng chữa ta Hey.
chẳng trên thánh giá.
sau cùng Đức Chúa Cha thầm Chúa
cho đã vỡ ra.
trong nhà thờ sẽ ra làm hai. Một kẻ trên bông chốc mở ra mà trời đất u ám như thường, đứng Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hỷ hỷ lạy cha một kinh kính nghe mừng đổ hồi ơn cha cả đã chịu chết vì con giữ là chúng con xin dóng lòng chưa mọi tội cho lên kẻo làm cho đứng Chúa Giêsu chịu chết làm thì hễ Amen.
xuống ngục tổ tông kêu nhân linh hồn cả thế xưa ở đây đợi chờ đợi
khi sáng Đức Chúa Giêsu còn trên thánh giá thì chẳng có khi đứng
xuất xác con thì như cắt ruột mẹ ra xin Chúa tha tội chúng con, xin gìn giữ chúng con.
ta gọi là mùa xuân, có vậy thôi. Thế thì đời xưa đó, thì là cái Tết Nguyên Đán đấy, thì khi mà chúng ta nói đến ba ngày Tết, hiện nay bây giờ chúng ta nói ba ngày Tết, mùng 1 dành cho Chúa là cầu bình an cho năm mới, mùng 2 cầu cho ông bà cha mẹ, tổ tiên kính nhớ tổ tiên, mùng 3 là cầu cho công ăn việc làm, thánh hóa công ăn việc làm. Đúng ra đó, chúng ta lưu ý ba cái ngày như thế này đó. Ngày thứ nhất là cầu bình an, là dành cho Chúa. Ngày thứ hai, kính nhớ ông tổ tiên, là nhớ đến ông bà cha mẹ. Cây có cội, nước có nguồn, con người sinh ra có cha có mẹ. Ngày thứ ba mới nhớ đến cha, Chúa, rồi đến bậc sinh thành, rồi đến chúng ta là ngày thứ ba. Ba cái ngày này chỉ có người Công giáo mới có thôi nhé. Ngày thứ nhất dành cho Chúa, ngày thứ hai cho ông bà tổ tiên, ngày thứ ba là dành cho chúng ta công ăn việc làm. Anh chị em đi hỏi tất